Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trả bài tập số 23, liệt kê các số chẵn trong mạng một chiều, các số nguyên thuộc đoạn XY cho trước. Đấy. Thì yêu cầu của bài này là gì? Ví dụ mình cho một cái số A thuộc số AI thuộc một cái mạng A nào đó. Thì để kiểm tra xem cái số đó có thỏa mãn yêu cầu bài toán hay không, thì mình sẽ phải kiểm tra hai điều kiện như sau. Đầu tiên, mình kiểm tra xem cái giá trị AI đó nó có thuộc cái đoạn XY hay không, và làm sao để biết nó thuộc hay không. Thì mình sẽ kiểm tra như sau. Mình sẽ so sánh cái số A đó với X và Y. Đấy. Nếu như cái số A đó nó mà lớn hơn hoặc bằng X và bé hơn hoặc bằng Y, thì mình sẽ suy ra được cái A đó nó thuộc cái đoạn XY, đúng không ạ? Và cái số A đó nó phải chia cho 2. Điều kiện đó là điều kiện thứ hai. Thì A một số chia cho 2 thì đương nhiên nó là số chẵn, đúng không ạ? Rồi, mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cho nó tường minh ạ. Ví dụ ở đây mình cho một cái đoạn là XY từ 0 đến 10, và cho một cái mạng một chiều gồm có 4 phần tử là 11, 6, 7 và 10. Đấy. Thì nhìn vào đây thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra được là 6 và 10 là hai số chẵn, đúng không ạ? Đấy. Như vậy là nó đã thỏa mãn một điều kiện này, chia cho 2 này. Rồi, ok. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra cái số 6 và 10 này, xem thử nó có thuộc cái đoạn XY hay không. Và để kiểm tra xem nó có thuộc XY hay không, thì mình sẽ làm cái cách so sánh như sau. Mình sẽ so sánh với số 6 này, với số 0 này, và 6 với 10 này. Đấy. Tất nhiên thì 6 nó sẽ lớn hơn 0 và nó sẽ bé hơn 10, đúng không ạ? Và 6 nó cũng chia cho 2, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tất nhiên là 6 nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 0 đến 10, đúng không ạ? Đấy, và tương tự cho cái số 10 này. Đấy. Rồi. Thì cái thuật toán này giải bài tập này thì nó cũng đơn giản thôi ạ. Thì các bạn như cái lúc nãy mình đã giải thích ở ví dụ đó, thì các bạn lấy từng cái phần tử của mạng này, sau đó kiểm tra xem nó có phải số chẵn hay không này. Đấy. Và tiếp đó sau đó sẽ là cùng với cái điều kiện đó, thì đồng thời chúng ta phải kiểm tra xem nó có nằm trong khoảng XY hay không, bằng cách là các bạn so sánh nó với X và Y. Đấy. Nếu như cái giá trị nó lớn hơn X, lớn hơn bằng X và bé hơn bằng Y, thì nó đương nhiên nó sẽ nằm trong cái khoảng XY, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái hàng cách viết code chi tiết để giải bài tập này. Ở đây thì mình đã chọn sẵn cái cách khai báo thư viện này, cách nhập viết hàm nhập mạng vào xuất mạng, đúng không ạ? Thì cái này cũng là quá quen thuộc của chúng ta đó. Khi chúng ta làm với việc với mạng ấy, mình sử dụng STDIO này, CONIDIO này và MAX này, và định nghĩa một cái MAX này có độ lớn là 100. Rồi sau đó sau cái hàm nhập mạng này, thì do đây là mạng số nguyên nên là kiểu dữ liệu của nó sẽ là integer này, và cái N này là cái số phần tử của mạng này. Rồi sau đó sẽ kiểm tra điều kiện của N này. Nếu như N nó không thỏa mãn điều kiện này, thì sẽ quay về dùng lệnh go to này để quay về cái bước nhập lại này, nhập lại cái số phần tử này. Rồi sau khi đã cái N này nó thỏa mãn, thì mình sẽ tiếp tục đến cái vòng lập for này. Và trong cái vòng lập for này thì mình sử dụng một cái biến chạy y này, sử dụng biến chạy y chạy đến cho từ 0 đến cho N trừ 1, và dùng nó để nhập các cái giá trị cho cái mạng một chiều A đấy. Rồi sau khi đã nhập xong thì chúng ta xuất mạng, đúng không ạ? Xuất mạng thì mình cũng dùng một cái vòng lập for, và cái giá trị khởi tạo nó là y chạy đến từ 0 đến N trừ 1, và sẽ dùng một câu lệnh print để in những cái giá trị đó ra. Rồi sau khi đã viết xong cái hàm xuất mạng này, thì ta sẽ đi vào cái hàm gọi là hàm liệt kê đi. Mình gọi nó là hàm liệt kê. Vì ở đây yêu cầu của bài toán là liệt kê các số chẵn, đúng không ạ? Thì mình sẽ đặt đây là liệt kê. Và mình sẽ cần phải khai báo một số cái như sau. Vì ở đây mình có thêm XY nữa luôn là, nên là ở đây mình sẽ cần phải khai báo thêm XY. Ở đây sẽ là N nữa. XY là kiểu nguyên, đúng không ạ? X này, sau đó sẽ là in,
y, đúng không ạ? Và trong cái khối lĩnh của cái hàm liệt kê này thì mình sẽ làm việc gì? Mình sẽ sử dụng một cái vòng lọc for, và trong vòng lọc for này thì mình sử dụng cái biến chạy y với tạo ra giá trị ban đầu cho nó bằng 0, và y nó phải bé hơn hoặc bằng, nó phải bé hơn n và y cộng cộng. Trong vòng lọc for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra hai đồng thời hai cái điều kiện ở đây, hai cái điều kiện này. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra là xem là nó có phải là số chẵn hay không. Và để kiểm tra nó là số chẵn hay không thì mình sẽ sử dụng câu lệnh như sau. Cấu trúc như sau. AI phần trăm 2 mà bằng bằng 0. Tức là gì? Tức là đây là cái cách để phép chia lấy dư. Tức là nếu như mà cái AI này nó mà chia cho 2 mà dư 0 thì đương nhiên nó là số chẵn, đúng không ạ? Đấy. Cái điều kiện này là dùng để kiểm tra số chẵn. Và cái điều kiện thứ hai là kiểm tra xem nó có thuộc khoảng x y hay không. Đấy, để kiểm tra xem nó có thuộc khoảng x y hay không thì mình sẽ dùng cái cấu trúc như sau. Đầu tiên là AI nó có bé hơn AI nó có bé hơn hoặc bằng, nó bé hoặc bằng cái giá trị y, và cái AI này nó có lớn hơn hoặc bằng x hay không. Đấy. Nếu như cái điều kiện này đúng thì sẽ in ra cái giá trị của AI, vì AI là kiểu nguyên, đúng không ạ? Nên là đây sẽ là phần trăm D, đúng không ạ? Và đây sẽ, và như vậy thì mình đã viết xong cái hàm để liệt kê. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại xem. Ở đây, như các bạn đã thấy thì nó đã báo lỗi ở đây, đúng không ạ? Đây, khi các bạn chọn đến cái vị trí báo lỗi đây thì nó sẽ hiện lên cái này là kiểu load sao A đây, đúng không ạ? Tức là ở đây mình, ở đây là phép chia chia lấy dư, đúng không ạ? Chia cho 2 thì bắt buộc mình phải dùng cái kiểu dữ liệu là kiểu nguyên, đúng không ạ? Và cái mạng ban đầu cũng là kiểu nguyên. Đây mình đã đánh nhầm sang kiểu số thực, đúng không ạ? Rồi, ok. Đó là một cái lỗi mà chúng ta thường hay mắc. Rồi sau khi đã viết xong cái hàm liệt kê rồi thì ta sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình cần phải khai báo một số cái biến như sau. Biến n này. Sau đó sẽ là cái biến cái mạng A. Và sau khi khai báo mạng A xong thì mình sẽ nhập khai báo cái biến xy, nhưng mà các bạn sẽ khai báo xy và nhập xy ạ. Đây sẽ sử dụng thêm một câu lệnh scan để nhập lại giá trị từ bàn phím lên màn hình đấy. Đây sẽ là xy là số nguyên, đúng không? Đây sẽ là phần trăm d đấy. Và đây sẽ là và x, đúng không ạ? Rồi tương tự cho y thì mình cũng có thể copy nguyên cái dòng lệnh đây đấy. Chỉ thay đổi một chút rồi. Y này để chuyển thành y này. Đấy. Rồi sau khi nhập xy thì ta gọi cái hàm nhập mạng là nhập mạng này. Ok. Nhập mạng A này. Và n. Đấy. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Nó cũng là A và n. Rồi. Ở đây nó lại tiếp tục báo lỗi, đúng không ạ? Vì ở trên mình khai cái A này là cái kiểu integer nên ở đây nó khi mình khai báo đây là load thì nó sẽ là báo lỗi ngay.
đây là cái lỗi rất thường gặp, mình cũng hay mắc, nên là các bạn cũng để ý để tránh những cái lỗi nó không cần, nó không đáng có. Rồi, ok. Sau khi đã nhập mạng và xuất mạng thì chúng ta sẽ gọi cái hàm liệt kê này ra, đúng không ạ? Rồi, ok. Mình sẽ gọi cái hàm liệt kê này, liệt kê, đúng không ạ? Thì nó gồm A này, N này, X này, gồm một biến này, giá trị. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ sử dụng thêm một cái colon get để dừng cái màn hình lại cho chúng ta xem kết quả và return. Ok, như vậy là mình đã viết xong cái hàm main và toàn bộ cái chương trình cho bài tập này, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ chạy cái chương trình này. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đấy, như vậy là chương trình không báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập x cho nó. Y là những cái số nguyên, mình sẽ nhập như cái ví dụ lúc nãy là 0 này và 10. Rồi nhập số phần tử, đây mình sẽ nhập 4. Mình sẽ nhập cái, những cái phần tử bất kỳ. Đấy, thì nó đã in ra cái giá trị của mạng, đúng không ạ? Là trừ 1 này, 2 này và 10 này. Vì sao cái phần tử thứ 3 đây nó lại in ra cái giá trị rác như vậy? Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Rồi, lúc này là nó xuất hiện cái giá trị sai ở cái xuất mạng, thì nó sẽ xuất hiện sai, nên là mình sẽ kiểm tra lại cái hàm cái xuất mạng này. Rồi, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại for print. Rồi, đây cái hàm print thì nó chưa có cái giá trị. Đấy, vị trí của cái giá trị đấy sẽ là AI. Rồi sau khi chúng ta thêm cái AI này, các bạn lưu ý là mình cần phải trả về cái giá trị cho cái hàm print này, này. Cái địa chỉ này, địa chỉ giá trị cho cái phần trăm 4D ở trong cái hàm print này. Rồi sau khi đã sửa lại thì chúng ta sẽ cùng chạy lại xem. Như vậy là không báo lỗi. Chúng ta sẽ cùng thử nhập x. Như cái đây mình sẽ nhập chỉ bất kỳ là 4 này, 10. Và mình nhập số phần tử là 3. Không, mình cho là 1. 1 sẽ là 2. Và 3 sẽ là 6. Đấy, thì nó đã in ra cái kết quả là cái phần tử mạng là 1, 2 và 6, đúng không ạ? Và nó đã in ra cái phần tử thỏa mãn là 6, đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì trên đây là cái bài tập liệt kê các số chẵn trong mạng một chiều, các số nguyên thuộc đoàn XY cho trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.